Alo, xin chào mừng mọi người quay trở lại với xin chào mừng đến lâu. Alo, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Virus và mọi người thấy ở đây tớ lại ngừng off vài ngày để mà làm vài việc thì hôm nay tớ sẽ reaction một cái video mới của Thành Phạm. Ôi, tớ tưởng chứng chân lạnh, như là không có làm nữa hoặc là để hâu để làm sau. Chúng ta sẽ đến ngay với một cái tiêu đề mà tớ nghĩ rằng là nó rất là phù hợp với thời điểm hiện tại. Đặc biệt là đối với cá nhân tớ, một sự quan tâm đặc biệt với cái cuộc chiến tranh giữa Nga Ukraine Ukraine và Thành lên ngay một cái video tớ đánh giá là thứ nhất là về phần nếu là một người gọi là content creator tạo nội dung thì đây là một bước đi chuẩn mực khen trên cương vị là đồng nghiệp với Thành. Bước thứ hai đó là sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ bởi vì sẽ bị sẵn so khá là nhiều, nhưng mà tớ tin chắc rằng với khả năng của Thành thì mọi thứ sắc sẽ có lẽ là sẽ ok thôi. Thứ ba, một lần nữa tớ tin chắc rằng tớ sẽ học được rất nhiều thứ trong cái video này. Một lần nữa thì chúc cho Thành có rất nhiều sức khỏe và tiếp tục ra video. Đại chiến Nga Ukraine. Go. Liên Xô, một siêu cường về kinh tế. Ôi, giọng cậu ấy ngạt ha. Đang ốm thì phải. Liên Xô. Liên Xô, một siêu cường về kinh tế, khoa học kỹ thuật và quân sự phát triển hàng đầu thế giới vào thế kỷ 20. Tao là bá chủ thế giới. Có điều sự phát triển hàng đầu thế giới vào thế kỷ 20. Tao là bá chủ thế giới, cho quả đèn disco Chiba. Bá chủ thế giới. Có điều là tỷ lệ lạm phát của Liên Xô đang gia tăng chóng mặt, người dân đang phải sống cực Bắt khổ và các cuộc biểu tình diễn ra ngày một căng thẳng. Vậy bây giờ phải làm sao? Giải tán đi. Ok, giải tán đi. Ok. Vậy là liên bang Xô Viết tan rã, Nga và Ukraine tách ra thành giọng có bị ngạt ha. hai quốc gia độc lập. Dù không còn là liên bang nhưng chúng ta vẫn mãi mãi là anh em nhé. Tất nhiên rồi. Ukraine chơi với thằng ngố ấy làm gì? Sang đây chơi với bọn tao này. Naruto bây giờ lắm chuyện vãi chưởng. Thành ơi, Thành ơi. Cách đây khoảng vài nghìn năm, khu vực phía đông châu Âu có một bộ tộc gọi là bộ tộc Rus. Họ lập ra nhà nước Rus Rus. Kiev. Sau khi trải qua vô vàn các cuộc chiến tranh, bộ tộc Rus di cư dần về hai phía Tây và Đông. Lúc này, bộ tộc Rus bắt đầu hình thành những sự khác biệt về chính trị và văn hóa. Bọn tao thích rượu Horinka, bọn tao thích rượu vodka. Vậy là bộ tộc Rus quyết định tách thành ba quốc gia độc lập là Belarus, Ukraine và Nga. Như vậy, ba quốc gia này mặc dù độc lập với nhau nhưng người dân có chung tổ tiên là bộ tộc Rus và có rất nhiều điểm chung về ngôn ngữ, phong tục và tôn giáo. Thế kỷ 17, lãnh thổ Ukraine bị Áo Hung và Nga chiếm. Vậy là người Ukraine tự nhiên lại trở thành người nước ngoài. Để phòng tránh các cuộc khởi nghĩa, tự dưng người Nga là trở thành người nước ngoài đấy. Giành độc lập, đế quốc Nga thi hành chính sách đồng hóa người Ukraine. Đế quốc Nga sẽ khiến người Ukraine nghĩ rằng họ là người Nga bằng cách cấm sử dụng ngôn ngữ Ukraine, chỉ được uống rượu vodka và phải biết cưỡi gấu. Năm 1914, ủa cái cưỡi gấu là sàn đâu mọi người, chứ làm gì có liên quan đâu đúng không? Chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra. Đế quốc Nga thuộc phe hiệp ước, còn Áo Hung thuộc băng liên minh. Áo Hung và Nga chọi nhau. Cái này chúng ta Nga đã xem người rồi. Ukraine. Yes. Nhưng Ukraine đang là thuộc địa của tao. Ừ. Mày sẽ phải gia nhập quân đội của tao. Ok. Chiến đấu đi. What? Vậy là người chiến đấu đi hả? What? À cái là thế chiến thứ nhất. Ukraine buộc lâm vào cảnh phải tàn sát lẫn nhau. Mặc dù có đến hàng trăm ngàn người Ukraine đang chiến đấu cho quân đội Áo Hung, nhưng quân đội Áo Hung luôn lo sợ những người lính Ukraine có tư tưởng ủng hộ Nga nên đã đối xử với họ vô cùng tàn nhẫn. Năm 1917, Thế chiến 1 kết thúc, phe Liên minh thua trận, đế quốc Áo Hung tan rã, còn đế quốc Nga xảy ra nội chiến. Tranh thủ tình hình đang hỗn loạn, người dân thuộc địa Ukraine khởi nghĩa giành độc lập. Vậy là bản đồ thế giới lại xuất hiện tên Ukraine. Cách mạng tháng 10 do Lenin lãnh đạo thành công, đế quốc Nga biến thành Nga Xô Viết. Tuy nhiên sau khi giành được độc lập, Ukraine rơi vào tình trạng vô chính phủ. Người dân Ukraine bị chia thành hai phe đối lập. Một bên là fan của Nga Xô Viết, được gọi là Bolshevik. Yeah. Còn một bên là anti-fan của Nga Xô Viết, được gọi là Menshevik. Yeah. Hai phe đã choảng nhau nảy lửa. Tuy nhiên phe Bolshevik được Nga Xô Viết cổ vũ và hậu thuẫn nên đã đá bay phe Menshevik. Sau đó những người Bolshevik đã lập ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine. Năm 1922, Ukraine và một vài nước khác quyết định liên kết với Nga Xô Viết thành lập nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết, hay còn gọi là Liên Xô, lãnh tụ là Lenin. Năm 1924, lãnh tụ Liên Xô Lenin qua đời, Joseph Stalin kế nhiệm. À, cái ảnh ở đâu vậy? Lenin cái tay luôn luôn hả?
Chắc không phải đâu, chắc thành chế đúng không? Năm 1932, tại khu vực Ukraine đã xảy ra một nạn đói khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Nhiều người Ukraine đã đổ lỗi cho chính quyền Liên Xô về chuyện này. Tuy nhiên, nhiều người đã cho rằng lý do của vụ này là do hoa màu của nông dân bị mất mùa. Cho đến nay, vụ việc này vẫn đang gây tranh cãi. Tuy nhiên, vì chuyện này mà tình cảm giữa người Ukraine và chính quyền Xô Viết cũng phần nào sứt mẻ. Ông Thành ông đấp. Vào năm 1933, một idol tại Đức làm mưa làm gió trên các phương tiện truyền thông thế giới: Hitler. Và chỉ 6 năm sau khi Hitler nổi tiếng, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Năm 1941, Đức Quốc xã nổ súng choảng Liên Xô. Ukraine tạm gác lại mâu thuẫn và chiến đấu cùng phòng quân Liên Xô. Năm đầu tiên của cuộc chiến, phát xít Đức rất mạnh và Liên Xô bị đập tơi tả. Chỉ trong vòng vài tháng đầu, Đức Quốc xã đã chiếm được toàn bộ khu vực lãnh thổ phía Tây của Liên Xô, trong đó có Ukraine. Trong thời gian thống trị tại Ba Lan và Ukraine, Hitler đã ra lệnh truy bắt những người mang dòng máu Do Thái và đưa về các trại tập trung. Dạ thưa ngài, nếu không có người Do Thái thì chúng ta sẽ không có đạo Thiên Chúa, thuyết tương đối và Facebook đâu ạ. Thì sao? Đi thực hiện mau. Sống mà không có Facebook thì em thà chết còn hơn ạ. Dạ em đi ngay ạ. Khoảng 6 triệu người Do Thái tại Ba Lan và Ukraine đã bị hành quyết. Những người không phải người Do Thái, Hitler cũng bắt họ phải lao động khổ sai, cướp bóc tài sản và lương thực để phục vụ chiến tranh. Năm 1945, Liên Xô chiến thắng và Thế chiến II kết thúc. Những người Do Thái còn sống sót tại các trại tập trung được Hồng quân Liên Xô giải cứu. Sau đó, Liên Xô và Mỹ kết nghĩa huynh đệ và cùng nhau trở thành siêu cường thống trị thế giới. Tuy nhiên, do quan điểm chính trị khác biệt, hai quốc gia này thường xuyên nói xấu nhau. Tình huynh đệ giữa Liên Xô và Mỹ kéo dài được một năm. Mỹ đã tuyển mộ những quốc gia là anti-fan của Liên Xô và tập hợp lại thành một băng nhóm và đặt tên băng là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO hay còn gọi là NATO. Đây rồi, chúng ta xem thật là kỹ cái thông tin tự muốn. Băng là Tổ chức Hiệp ước. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO hay còn gọi là NATO. North Atlantic Trade Organization. Đối với Liên Xô, NATO chính là một mối đe dọa. Mỹ và Liên Xô đều muốn tầm ảnh hưởng của mình đến thế giới càng rộng rãi càng tốt. Vậy là cuộc chiến chạy đua vũ trang, kinh tế và khoa học kỹ thuật nổ ra giữa hai cường quốc này. Và ngày nay cuộc chiến này được gọi là chiến tranh lạnh. Các cụm công nghiệp trọng yếu của Liên Xô được đặt ở Ukraine. Liên Xô đã đổ khoảng 20% ngân sách vào đây và biến Ukraine trở thành một khu vực công nghiệp hàng đầu châu Âu. Vào cuối những năm 1980, giá dầu thô liên tục sụt giảm. Đối với một quốc gia xuất khẩu dầu thô như Liên Xô thì đây là một thảm họa về kinh tế. Nhà nước buộc phải in thêm tiền để có tiền trả lương cho người dân. Việc này đã làm tiền của Liên Xô bị mất giá trầm trọng. Cuộc sống của người dân trở nên khó khăn và họ cảm thấy bất mãn với chính quyền. Năm 1986, lò phản ứng hạt nhân tại Ukraine bị nổ, gây ra một thảm họa hạt nhân chưa từng có. Ukraine bị ô nhiễm nặng vì phóng xạ. Ngoài ra, thảm họa này còn ảnh hưởng đến một vài khu vực lãnh thổ lân cận. Liên Xô đã thiệt hại khoảng 18 tỷ đô la cho vụ này. Tình hình chính trị và kinh tế tại Liên Xô đã khủng hoảng đến mức không thể khắc phục. Đến cuối năm 1991, Liên Xô toang. Liên bang Xô Viết tách thành 15 quốc gia độc lập: Armenia, Azerbaijan. Ui, một đất nước rất là lớn mà tách thành 15 quốc gia độc lập. Là mọi người biết cái sự hỗn loạn nó như nào nhé. ASEAN, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Litva, Moldova, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan. Đế chế Liên Xô chỉ còn là dĩ vãng. Vậy là Nga và Ukraine lại trở thành hàng xóm. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine còn non yếu và thế giới chưa thực sự công nhận sự độc lập của Ukraine. Nhưng bù lại, Ukraine được thừa hưởng hơn 1.900 đầu đạn hạt nhân của Liên Xô và đứng top 3 quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới. Nếu mày chuyển toàn bộ số vũ khí hạt nhân đó cho tao và ký vào tờ giấy này, ta sẽ công nhận chủ quyền lãnh thổ của mày. Chỉ thế thôi á? Và có thể là sẽ không xâm lược lãnh thổ của mày trong tương lai. Có thể. Vậy là Ukraine đồng ý ký kết hiệp định từ bỏ vũ khí hạt nhân vào năm 1993. Toàn bộ 1.900 đầu đạn hạt nhân được chuyển sang cho Nga và Nga trở thành quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới. Ồ, bước đi vãi chưa. Xã hội Ukraine hậu Liên Xô vẫn rất căng thẳng, biểu tình, thất nghiệp, lạm phát, tệ nạn mafia và các cuộc thanh trừng diễn ra một cách thường xuyên. Tổng thống Ukraine thì bỏ trốn sau khi biển thủ số tiền công quỹ lên đến hơn 200 triệu đô la. Năm 1997, Ukraine ký hiệp ước ngoại giao và kết nghĩa huynh đệ với Nga. Năm 2000, Vladimir Putin đắc cử chức tổng thống Nga. Năm 2004, cuộc chiến giành ghế tổng thống Ukraine đã diễn ra với hai ứng cử: Viktor Yushchenko theo lập trường ủng hộ phương Tây và Viktor Yanukovych theo lập trường ủng hộ Nga. Và cuộc chiến chạy đua bầu cử diễn ra hết sức ác liệt. Yushchenko đã đánh bại Yanukovych để trở thành tổng thống Ukraine. Ông Yushchenko là fan của NATO. Năm 2008, Ukraine gửi đơn xin gia nhập NATO và được xem xét. Việc này đã khiến ông Putin nổi điên. Đối với Nga,
NATO là cái gai trong mắt. Ukraine lại là một vị trí chiến lược quan trọng đối với Nga. Vì vậy, Nga đã tìm đủ mọi cách ngăn Ukraine gia nhập NATO. Mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng. Mặc dù vậy, chúng ta có thể thấy được là ngoài chuyện phải để tâm tới cái nền kinh tế hay là đời sống nhân dân, thì phải để tâm đến những cái bước đi nằm trong tính chiến lược của đất nước, bản đồ, vị thế. Ôi, cho nên các bạn thấy không? Làm tổng thống không phải đơn giản, thực sự quá khó. Nga và Ukraine vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế trao đổi dầu mỏ và khí đốt. Khoảng 70% dầu mỏ và khí đốt của châu Âu là nhập khẩu từ Nga. Để khí đốt và dầu mỏ của Nga tới được châu Âu, thì Nga phải xây dựng một đường ống dẫn nhiên liệu thông qua Ukraine. Tuy nhiên, vào đầu năm 2009, Nga đòi Ukraine phải trả lại số tiền đã nợ lên tới 2 tỷ đô la. Nếu không trả nợ, Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Sau đó, Ukraine đã chơi Nga một vố bằng cách chặn đường ống dẫn nhiên liệu của Nga tới các nước châu Âu. Vụ này hại Nga không bán được hàng và thiệt hại đến 1 tỷ đô la. Sau vụ này, Nga càng cay Ukraine. Ông thằng vẽ cái mặt Ukraine. Năm 2010, sau hàng loạt những chính sách kém hiệu quả, Tổng thống Yushchenko mất ghế và Tổng thống Yanukovych thay thế. Tổng thống Yanukovych là fan của Nga, vì thế mọi lời tán tỉnh từ phương Tây đều bị Tổng thống Yanukovych gạt bỏ. Điều này khiến bộ phận người dân ủng hộ phương Tây không vui. Việc này dẫn đến một cuộc biểu tình vào tháng 11 năm 2013. Tượng đài của Lenin bị nhóm người biểu tình quá khích giật đổ và đập phá. Căng thẳng dần leo thang và đỉnh điểm là cảnh sát đã nổ súng vào đoàn người biểu tình. Hàng trăm người chết và hàng ngàn người đã bị thương. Ukraine đứng trước tai họa của một cuộc nội chiến. Tổng thống Yanukovych trốn sang Nga để tránh bị truy sát. Và cho đến nay ông vẫn đang sống dưới sự bảo vệ của Nga. Nhân lúc Ukraine đang hỗn loạn, Putin đại đế tranh thủ lên kế hoạch chiếm lại bán đảo Crimea. Ngày 27 tháng 2 năm 2014, một nhóm người trùm kín mặt có vũ trang đã tiến đến bán đảo Crimea và cắm cờ Nga trên các tòa nhà trụ sở chính quyền. 7 quốc gia bao gồm Mỹ, Đức, Canada, Pháp, Ý, Anh và Nhật Bản đã lên án hành động của Nga. Để đáp trả, Nga tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 3 năm 2014. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 97% người dân tại bán đảo Crimea đồng ý việc sáp nhập vào Liên bang Nga. Tại vì người dân ở đây đa số là người gốc Nga. Vậy là bán đảo Crimea đã trở thành lãnh thổ của Nga vào ngày 18 tháng 3 năm 2014, mặc dù việc này vẫn còn đang gây khá nhiều tranh cãi. Sau đó, tại khu vực phía đông của Ukraine, một cuộc biểu tình của những người ủng hộ Nga đã nổ ra. Cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang thành một cuộc xung đột vũ trang. Phe ủng hộ Nga tại khu vực phía đông Ukraine tuyên bố ly khai khỏi Ukraine, tự xưng là nhà nước Cộng hòa Donetsk. Đội quân ly khai Donetsk được Nga bảo kê và cung cấp vũ khí. Ukraine chính thức nổ ra nội chiến, giữa một bên là quân đội Ukraine và một bên là lực lượng ly khai. Ước tính có đến hàng ly khai nghĩa là cái từ đấy tôi bắt đầu hiểu đấy. Không biết tôi giải thích là nó có đúng không. Ly khai có nghĩa là một đất nước mà công khai tách biệt khỏi cái phần còn lại. Bây giờ mới để ý cái từ đấy. Quân đội ly khai. Hàng chục ngàn người đã chết trước các cuộc tấn công. Hàng triệu người dân vô tội đã phải di tản và hàng trăm ngàn người phải sang các nước láng giềng để tị nạn chiến tranh. Cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2015, Ukraine và phe ly khai mới ký thỏa thuận ngừng bắn. Xét về mặt kinh tế, Nga đã cắt đứt mối quan hệ kinh tế với Ukraine và Ukraine là một trong những nước nghèo nhất châu Âu. Cho đến những năm gần đây, NATO đã bơm cho Ukraine rất nhiều máu từ tiền bạc cho đến vũ khí. Chính phủ Ukraine dần nghiêng về phía phương Tây khiến cho căng thẳng giữa Ukraine và Nga tiếp tục leo thang. Tháng 4 năm 2019, diễn viên hài Zelensky được bầu làm tổng thống Ukraine và ông anh này là fan của NATO. Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Tổng thống Zelensky. Đây chính là nguồn gốc của việc xảy ra chiến đại chiến giữa Nga và Ukraine trong cái vụ liên quan đến tài chính kinh tế, crypto, blockchain, tùm lum. Khi nộp đơn đăng ký tham gia NATO và vụ này làm Putin đại đế tăng sông. Để nhằm ngăn chặn Ukraine tham gia NATO, Tổng thống Putin quyết định sử dụng biện pháp mạnh. Đầu mùa xuân năm 2021, Nga đã bắt đầu xây dựng lực lượng quân sự tại biên giới Ukraine. Chiến tranh gần như đã cận kề, Mỹ và các quốc gia khác đã điều máy bay đến đưa công dân của mình về nước. Đầu năm 2022, tiếng súng bắt đầu vang, chiến tranh Nga và Ukraine chính thức bùng nổ. Và cho đến nay cuộc chiến này vẫn chưa hề hạ nhiệt. Người phải hứng chịu hậu quả của cuộc chiến này chính là người dân vô tội của cả hai quốc gia. Đã có hàng ngàn người đã thiệt mạng, rất nhiều người Ukraine đã mất nhà cửa, gia đình và phải di tản và tị nạn. Trong khi người Nga đang đứng trước nguy cơ của một cuộc khủng hoảng kinh tế khi bị hàng loạt các quốc gia phương Tây áp dụng lệnh trừng phạt. Ngoài ra, nhiều quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng một cách gián tiếp khi giá xăng dầu vọt lên cao chưa từng có. Liệu khi nào thì cuộc chiến này sẽ kết thúc thì chưa ai có thể đoán được và tương lai của đất nước Ukraine vẫn còn rất mịt mù và tăm tối.
Đúng rồi, các bạn biết không, ngay cả cái thời điểm hiện tại thì cái việc mà cái vị trí chiến lược đối trọng hay là còn lại một cái vị trí quan trọng trên bản đồ thì Ukraine như là một trong những cái viền ngoài kiểu bảo vệ đất nước Nga ấy. Nó tạo nên một sự vững mạnh về cái vị thế ấy. Mà nếu như mà Ukraine ký với là NATO mà chúng tôi mà như Thành đã nói thì Nga và NATO cũng đã có rất là có cái hiểm khích rồi, cho nên đây là một rất là nguy hiểm của Nga. Thì cái quyết định của Putin là có lý do, của đại đế Putin là có lý do, và rõ ràng là chúng ta thấy được là khi mà nghe clip của Thành thì cái việc mà xảy ra cái việc đại chiến giữa Nga Ukraine hoặc là những ai mà đọc rất thông tin ở đây thì tất cả đều có lý do, và tôi tin chắc là Nga cũng đã chuẩn bị rất là kỹ càng và Ukraine cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng rõ ràng là người dân là người chịu thiệt thòi, không ai cổ vũ ủng hộ chiến tranh cả. Bản chất cuộc sống nó là như vậy, sẽ có những cái việc phải nên, nó sẽ có muốn hay không muốn thì nó sẽ là như vậy. Chúng ta là người dân, chúng ta chỉ có thể ủng hộ từ xa, thì việc này đã xảy ra và làm cho tài chính toàn thế giới ảnh hưởng rất là nhiều. Bạn nào đầu tư chứng khoán, stock, cổ phiếu, đó, hay là crypto, blockchain, hay là thậm chí là dầu, đấy các bạn, khi chiến tranh thì cái gì tăng là vàng tăng tăng khủng khiếp, nhưng mà ai cũng mua mua đu đỉnh cũng nguy hiểm chẳng hạn như thế. Thì đây là những cái rất là tuyệt vời và chúng ta ít nhất là hiểu thêm về cái bản chất, để nếu như chúng ta gặp cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ có lối pháp hoặc có cái hướng suy nghĩ làm sao cho hiệu quả. Cảm ơn anh rất nhiều đã làm một cái video. Đây là một video mà nó không quá là chi tiết nhưng mà nó nói lên được cái nguồn gốc và cái lý do xuất phát điểm từ Thế chiến 1, Thế chiến 2 và thời điểm hiện tại khi mà Nga Ukraine Ukraine xảy ra những cái chiến tranh như vậy, và may mắn là chúng ta, Việt Nam không sao cả, nhưng mà đúng là ảnh hưởng rất nhiều về mặt kinh tế nói chung, kể chúng ta bị ảnh hưởng về kinh tế. Tổng thống Yanukovych gạt bỏ điều này. Tớ không ủng hộ Ukraine, cũng không ủng hộ Putin, Nga, nhưng mà rõ ràng là ông Putin ông xử lý có lý do, và Ukraine cũng đã có được cái quyết định của mình, bởi vì khi được NATO hỗ trợ thì chúng ta không thể nói là ai đúng ai sai được, bởi vì cái chức vụ tiến diện ở trên này thì, nhưng mà rõ ràng là tớ vẫn ủng hộ việc là không ai ủng hộ việc chiến tranh, người dân thường là ảnh ủng hộ là có vấn đề rất nhiều, hoặc là người cầm quyền hoặc có quyết định cao nhất của Ukraine phải ra quyết định hoặc không tham gia vào NATO nữa hoặc thế nào đấy, hoặc là bên phía Nga cũng quyết định là rút hoặc đánh tới cùng. Mà tớ đọc thì tớ thấy rằng là các đất nước còn lại thì cũng không giúp quá nhiều ngoài việc là sử dụng lệnh cấm vận với Nga. Đấy, thì các bạn thấy cấm vận về tiền bạc, về nhiều tố tài chính kinh tế, tớ tin chắc là đã tính hết rồi mà sao đơn giản thế được, đúng không? Cảm ơn rất nhiều đã theo dõi video này, một video rất hay, thực sự là nên xem để cảm nhận và nó có tính ứng dụng ngay bây giờ, thời điểm hiện tại. Và cho cùng, cái kết của đại chiến giữa Nga Ukraine đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đến hồi kết. Chúng ta vẫn mong những điều tốt đẹp nhất tới những người dân của Ukraine và người Nga, và hy vọng chiến tranh sẽ dừng sớm nhất có thể. Cảm ơn người, chúc mọi người một ngày tốt lành.